Vậy ô nhiễm không khí thực sự là gì? Ô nhiễm không khí xảy ra khi các hóa chất độc hại, hạt bụi hoặc vi sinh vật nhỏ lẫn vào không khí, làm thay đổi thành phần tự nhiên của nó. Mặc dù một phần ô nhiễm đến từ các nguồn tự nhiên như bão bụi và cháy rừng, nhưng phần lớn là do các hoạt động của con người. Lái xe, đi máy bay, vận hành nhà máy, thi công công trình và vận chuyển hàng hóa khắp thế giới. Vấn đề là thế này. Chúng ta thường nghĩ ô nhiễm không khí là vấn đề ngoài trời, nhưng thực tế hầu hết sự tiếp xúc với ô nhiễm lại xảy ra trong nhà. Ô nhiễm có thể xâm nhập vào nhà qua cửa sổ mở, cửa ra vào, lỗ thông gió và thậm chí những khe hở nhỏ nơi đường ống nước, dây điện và cáp viễn thông đi vào tòa nhà. Các vật liệu trong nhà chúng ta như sơn, sàn nhà và vật liệu cách nhiệt cũng có thể làm cho chất lượng không khí trở nên tệ hơn. Ngoài ra còn có khói từ ống khói, khí ga tự nhiên độc hại gọi là radon có thể bốc lên từ lòng đất và các hóa chất từ nguồn nước hoặc đất bị ô nhiễm. Tất cả đều có thể xâm nhập vào nhà quý vị. Chưa hết, khi quý vị vào nhà, quý vị có thể đang vô tình mang theo bụi bẩn trên giày dép và quần áo mà không hề nhận ra. Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì không khí ô nhiễm gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hít thở không khí kém chất lượng trong thời gian dài, dù là ở ngoài trời hay trong nhà, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như hen suyễn, bệnh tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, tiểu đường và ung thư. Đối với phụ nữ mang thai, ô nhiễm không khí có thể gây sinh non hoặc trẻ sinh ra nhẹ cân, thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ từ 2 đến 5 năm. Nếu quý vị sống gần sân bay, đường cao tốc hoặc khu vực có mức ô nhiễm cao, nguy cơ mắc bệnh còn lớn hơn nữa. Tin tốt là dù quý vị sống ở đâu, vẫn có những cách để bảo vệ bản thân và những người thân. Để biết thêm các mẹo đơn giản, thiết thực giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, hãy xem các video khác về chất lượng không khí trên kênh YouTube của chúng tôi, KC Public Health.